Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Pháp Sư Luyện Rồng. Hiện tại thì mình đang dừng chân tại một nhà của vị Pháp Sư bán đồ. Và thật tình cờ, vị Pháp Sư này bán cho mình sách phép Master luôn nha. Kèm theo đó là một con cây gậy Master luôn. Oh my god thiệt. Bán đồ Master không à. Đúng xịn luôn. Mình thì cũng có mang theo Ngọc Lục Bảo nè, Kim Cương Astro thì mình còn 2 viên. Được luôn, mình sẽ mua ha. Tại vì trước sau mình cũng cần tới sách Master nữa. Rồi, tranh thủ đi khám phá có thì mua luôn ha. Bên cạnh đó thì cây gậy phép mà mình luyện hổm rai, đó chính là gậy hệ trái đất, cũng như là gậy hệ chiêu hồn á, mình đã luyện xong rồi. Bây giờ mình đã có thể nâng cấp nó lên cấp Advanced, nên mình sẽ mượn cái bàn của vị Pháp Sư này mình nâng cấp luôn, để cho nó lên Advent á. Vậy là giờ chúng ta sắp có thêm gậy phép mới rồi. Hai cái gậy này trong tương lai mình sẽ luyện cho nó lên Master giống như những cây gậy khác ha. Oh no. Sao lúc đầu bán đồ xịn mà càng vì sao bán đồ càng dởm vậy? Thôi máy bay, bán đồ dởm quá ha, không có ủng hộ nữa đâu. Bán đồ xịn thì còn ủng hộ chứ, bán đồ dởm yêu à. Rồi giờ thì chắc mình sẽ đi tiếp thôi. Trời, bây giờ nó hơi âm u á, kiểu như đang mưa hay sao ấy. Mình cũng không rành nữa. Giờ đang dùng hoang mạc nên cũng không biết có phải mưa hay không. Thôi chắc giờ mình sẽ cưỡi rồng rồi đi tiếp thôi. Ở chỗ này núp cũng một thời gian rồi đó. Rồi giờ thì cưỡi rồng và lên đường thôi nào. Bữa nay thì vẫn là mục đích mình đi tìm trứng rồng Night Fury á. Mình rất là cố gắng đi tìm luôn nhưng mà có vẻ không tìm ra ấy. Kiểu như càng cố gắng mà tìm không được ấy. Tiếc ghê luôn. Ôi ở đây sao nó có bãi cát đẹp vậy? Wow. Ở đây còn có công trình gì nữa này. Được, ghé vô luôn. Lâu lâu gặp công trình. Ờ quên, hồi nãy đi á, mình có pha một vài con quái thì nó cũng có rơi ra sách phép mới nè. Chắc mình sẽ gom rồi về nhà một xíu chúng ta học chung một thể luôn đi ha. Chứ bây giờ đang đi khám phá thì học phép nó bị mất tập trung lắm. Xíu về nhà mình sẽ học phép sau. Giờ thì vô công trình này thử coi. Ồ, công trình này nó cho mình thuốc độc. Không hiểu sao nha. Đi nãy giờ cũng rất là xa rồi ấy. Mà ôi đây 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 đây. Vừa định than đi nãy giờ xa không gặp trứng rồng. Quẹo qua bên đây gặp liền. Và đặc biệt hơn, đây là tổ rồng. Hình như là Place Falcon. Chính xác rồi. Đây là tổ rồng Place Falcon. Như vậy thì mình đã có được đủ bộ ba Falcon rồi. Foley Falcon, Storm Falcon tìm được hôm qua, và bây giờ là tới Place Falcon. Oh man, quá là đã luôn. Thật tuyệt vời, thật tuyệt vời. Mới bắt đầu chuyến khám phá ngày hôm nay mà đã có được phần thưởng xứng đáng rồi. Đó, đó chính là Place Falcon ha. Nhìn rất là đẹp luôn. Nào lại đây nào. Trời ơi, Life Fury bỏ mình à. Buồn thì chứ, thôi đi ngủ cho qua ngày đi. Hồi sáng thức dậy mình kêu ông rồng khác á. Không hiểu sao có gài. Mình thích cưỡi Life Fury mà Life Fury cứ bỏ mình không biết à. Vừa nhảy xuống cái là Life Fury bay mất tiêu luôn. Không hiểu luôn. Thôi giờ thì mình sẽ kêu rồng mi ra để mình cưỡi coi. Bữa gài không có cưỡi mi ha. Đây. Đây. Giờ mà gặp thêm vài cái trứng rồng nữa là đẹp này. Ước gì phải có thêm trứng Night Fury ha. Là về mình sẽ kiểu như là gán cày cuốc các thứ, nâng cấp Night Fury liền luôn á. Dạo gần đây thì mình khá là thích chơi ma sói, và mình cũng tìm được một cái app giúp mình có thể chơi ma sói cùng với bạn bè rất là hay. Và app này có tên là OnMix. Trong OnMix thì ngoài ma sói ra, chúng ta còn có rất là nhiều mini game khác, chẳng hạn như là vẽ và đón, dò mìn, humo cũng như là cờ cá ngựa ha. Dư sức để chúng ta có thể cùng bạn bè giải trí ở trong này và có thể trò chuyện trực tiếp khi mà chơi game luôn nha. Không chần chờ nữa, giờ thì mình sẽ vào và chơi một ván ma sói ha. Ui, mới vô được làm tiên tri luôn nè. Để mình mời coi. Mời tiên tri chọn người tìm hiểu. Thử số 2 ha. Ui, số 2 ma sói luôn. À, con sói này. Mời bảo vệ chọn người để bảo vệ. Số 3 bị giết rồi. Ui, số 2 cắn số 3 kìa. Mời nói lời cuối cùng.
Chán thì nói cả, mấy con sói này mày toàn nhắm vào tao thôi. Được lắm. Thì trước đến giờ thì mẹ vào sói là hay vào những người mới vào, là mới vào trong cái trò chơi này này. À. Ra số em tao. Ông số 2 diễn kìa. Đổ lỗi là mình mới vào ấy nên dễ làm sói. Được lắm, được lắm. Để mình mình sẽ lật tẩy con ma sói này. Tôi là bảo vệ, tối qua tôi bảo vệ chính mình. Mời người chơi số 5 phát biểu. Số 3 chết có lẽ oan ức nhờ, nhưng mà yên tâm tôi sẽ đòi lại công lý cho số 3. Tôi là tiên tri nhá. Đêm đầu tiên thì tôi soi số 2 và bất ngờ thay là số 2 là ma sói mọi người ạ. À. Bắt đầu bình chọn. Mình chỉ cần vote số 2 thôi. Còn đêm nay mình sẽ soi thử số 4 hoặc là số 6. Tại vì số 1 bảo là bảo vệ lại. Thì mình thấy khá mời là uy tín đấy. Chọn người tìm hiểu. À, số 4 mời là ma sói luôn nè. Chọn người để bảo vệ. Thì yeah, là một cặp với số 2. Mời người chơi số 1 phát biểu. Bắt đầu rồi, bình chọn. Giờ thì vote con sói cuối cùng thôi. Đấy. Trò chơi chiến kết thắng thúc thể hiện chiến thắng. Nếu các bạn tự tin vào khả năng chơi ma sói của mình thì OnMix cũng có bảng xếp hạng để chúng ta có thể ganh đua với bạn bè ở trong đây ha. Thông tin về app OnMix mình có để dưới phần mô tả cũng như là phần bình luận. Hy vọng các bạn sẽ tải về và trải nghiệm cũng như là đánh giá 5 sao để ủng hộ nhà phát hành nhé. Còn bây giờ thì tiếp tục vào video thôi. Rồi, giờ thì chắc ấp trứng là công việc đầu tiên sau khi trở về nhà ha. À, để coi coi mình sẽ ấp hai cái trứng Falcon này trước. Tại vì nó chung bộ á. Oh. Đây đây một trứng. Storm Falcon cho qua bên đây. Đó. Trong lúc chờ đợi ấp hai cái trứng rồng Falcon này thì mình sẽ kiểu như là đi học phép á, chưa để mình chăm thêm ít nhung nham cái đó. Mình sợ hết nhung nham trong lúc ấp đó. Rồi. Xong. Giờ thì đi học phép thôi. Bữa nay thì có khá là nhiều phép ha, để chúng ta có thể học nè. Hy vọng là những phép này sẽ hữu ích trong chuyến khám phá của chúng ta. Đầu tiên là mình sẽ test những cái quyển này trước đi. Sách event. Tính ra bữa nay toàn là sách event không luôn. Wow. Đã nha. 5 phép mới luôn. Coi mình sẽ dùng cây gậy master này. Đây là cây gậy để chuyên test phép mới nè. Ép vừa ha. Rồi. Giờ thì sách ra ngoài và test thôi. Để coi coi phép đầu tiên của chúng ta sẽ là phép gì đây. Phép đầu tiên là phép bên hệ sấm sét. Lâu rồi mới có một phép bên hệ sấm sét này. Nó có tên là Lightning Disc. Kiểu như nó bắn ra một cái đĩa sấm sét gì á. Wow, sỉnh sỉnh đó nha. Mới vô là một phép tấn công rồi. Cái này ép vô cây gậy sấm là hết sảy luôn. Rồi, top. Tiếp theo thì phép này có tên là Fangs. À, kiểu như nó tạo ra một cái cái này gọi là sao ta? Để mình coi. Đọc lại. Nó sẽ tạo ra những cái răng ha. Nó kẹp mục tiêu á. Mình nghĩ nó sẽ kẹp rất là thốn đấy. Đó. Wow. Kiểu như càng đông thì nó kẹp càng dữ ấy. Vậy là phép này mình có thể tấn công được nhiều mục tiêu cùng lúc ha. Quá đã luôn, nhất là mấy đêm trăng máu á, có mấy cái phép tấn công diện rộng này thì mình không có sợ nữa ha. Đấy. quá dữ. Rồi mới vô lại có hai phép tấn công rồi. Bữa nay có vẻ khá là bội thu về phép tấn công đây. Thêm một phép tấn công nữa. Phép này có tên là Dragon Fireball. À, cái này giống như là cái hơi thở của rồng nè. Ui, mình vô mình cũng mất máu nha. Wow. Nó y rang hơi thở của rồng luôn ấy. Không khác gì luôn. Ui, tuyệt chiêu copy hơi thở của rồng này. Đó, mất máu kìa. Ghê nha. Mà cái này nó cũng nguy hiểm phết đấy. Ý. Ủa mà bây giờ mình mới để ý là gần nhà mình nó có cái chỗ, thêm một cái chỗ làm phép nữa này. Giờ mới để ý luôn á. Có cái nâng cấp. Wow. Vậy là gần nhà mình tới hai chỗ Imbuman Ontan luôn. Quá đã. Rồi, tiếp tục test phép nào. Còn thêm hai phép cuối cùng. Ủa gì đây? Ê.
What the hell? Cái phép này có tên là Hell Gate, tức là cổng địa ngục. Wow. Nó quất cho mình một phát mà qua bên địa ngục chơi luôn à. Oh man. Chuyện này mình không muốn đâu. Chuyện xui rủi, không có đỡ được luôn á. Trời đất ơi. Tự nhiên thành chiến khám phá dưới địa ngục ngoài mong muốn rồi. Oh no, mình sẽ kiếm cái phép đu dây coi, để mình kiếm góc mình test phép tiếp. Chỗ này cũng được. Xuống đây mình sẽ test phép cho mấy anh ma heo này cũng ok nè. Ok, gì cũng được đi ha. Tiếp tục test phép nào. Mình còn một phép cuối cùng. Phép cuối cùng này, à, nó sẽ bắn ra những cái mảnh băng. Nó tương tự cái phép iBus của mình đó. Nè, nó tương tự cái phép này này. Phép này thì bắn ra có một lần thôi đúng không? Còn cái phép này thì nó sẽ bắn ra liên tục luôn. Đó. Con nào lại gần thì nó sẽ, đấy, bắn ra trúng và nó sẽ đóng băng luôn ha. Nhưng mà xác suất trúng của nó thì không có cao lắm. Mình thấy nó rất là dễ hụt luôn. Tóm lại trong ngày hôm nay thì sau khi test phép, chúng ta sẽ có được 3 phép tấn công ha. Đầu tiên là Lightning Disc. Đấy, rất là khỏe luôn á. Tới Evoker Fang coi. Giờ test linh quái nè. Wow, nó kẹp một lần cũng được cỡ mười mấy máu á. Rồi tới hơi thở rồng các thứ. Hơi thở rồng thì phải bắn xuống đất nó mới gây sát thương được. Ui, Zombie Big Man miễn nhiễm với hơi thở của rồng luôn. Ủa da, mình ấn nhầm. Vậy là tính ra bữa nay test phép tuy có phép tấn công nhưng mà nó cũng khá là dễ bị khắc chế nha. Rồi ok, giờ thì mình thử mình dùng cái phép cổng địa ngục thêm một lần nữa coi. Cho tôi về nhà đi, tôi còn trứng rồng chưa có ấp xong nữa kìa. Ủa mình ở đâu vậy? Ui Suki á. Ui da. Trời, cái phép thiệt luôn, cái phép gì đâu mà lúc đi á thì bình thường mà lúc về cho người ta lọt dưới lòng đất là sao? Kỳ á, không có tâm gì trơn. Người tạo ra phép thuật này không có tâm gì trơn nghe. Gì đâu cho lúc đi hết mình mà lúc về hết hồn thiệt chứ. Rồi, xuất hiện ở đâu đây? Oh my god, có gần nhà không vậy? Ừ, hên quá, gần nhà là mừng rồi. Thôi về. Một buổi học phép bất ổn á. Tự nhiên đang ở trên mặt đất ngon lành, đùng một phát đi xuống địa ngục rồi. Sợ thì chứ. Và trứng rồng của mình ấp nãy giờ thì nó cũng xong rồi ha. May quá. Giờ thì mình sẽ cho hai em rồng này ra luôn. Wow. Có thêm hai em rồng trong bộ ba Falcon rồi. Quá dữ. Đầu tiên là Storm Falcon. Falcon. Đó. Đây, Storm Falcon nè. Tiếp theo là Blaze Falcon ha. Vậy là có thêm thành viên mới rồi. Không biết là Folly Falcon của mình cấp bao nhiêu rồi ha. Để ra đây mình coi thử coi. Mình đang có dự định là sẽ lấy DNA của ba em rồng này để kết hợp lại với nhau, tạo thành một em rồng có cái sức mạnh của ba em rồng gộp lại luôn á. Và Folly Falcon thì chỉ mới 40 thôi hả? Bữa nay mình có 60 phần ăn à. Vậy cũng không đủ luôn. Chắc cũng phải cày thêm thức ăn rồi. Nếu muốn lấy được DNA của rồng á, thì ít ra rồng phải đủ trưởng thành, tức là cấp 100 trở lên á, thì mới lấy được DNA. Khó quá ta. Thôi trước mắt thì mình cứ cho rồng ăn trước đi ha. Rồi, Play Falcon 30 phần ăn nha. Xong. Giờ thì tới được Storm Falcon nè. Úi, để test thử coi cưỡi được chưa. Còn nhỏ quá không cưỡi được. Storm Falcon ăn đi cho mau lớn nè. À, vậy là ăn đồng chi đủ rồi đó nghe. Hết đồ ăn luôn rồi. Ừ, mình còn một cái trứng rồng nữa. Rồi luôn, vậy là chiến này em rồng đó. Nếu mà có ấp thì cũng không có thức ăn để ăn rồi. 2000 years later. Ghét rồi đàn bò của mình. Không chịu nổi luôn á.
Còn bò con không mà, bây giờ phải đợi bò con lớn mới thịt tiếp được. Rồi bữa nay là phải quyết tâm ha, cho bộ ba Falcon của mình lớn lên để chúng ta tạo ra cái lò rồng kết hợp 3 trong 1 nè. Giờ thì mình sẽ kêu những em rồng này ra để lần lượt cho ăn. Lên cấp 100 luôn ha. Phải đầu tư thôi chứ biết sao giờ, muốn có gồng xịn và đẹp thì phải chịu khó đầu tư ha. Giờ chắc mình sẽ cho Folly Falcon trước đi. Lên 100 ha. Rồi, Folly Falcon đã được cấp 100 rồi ha. Wow, 62 máu. Và kích thước thì cũng to hơn một tí rồi đó. Không to hơn nhiều lắm nhưng mà máu thì tăng lên đáng kể ha. Tiếp theo thì mình sẽ cho tới Storm Falcon lên cấp 100 này. Rồi, 96, 97, 98, 99, 100. Storm Falcon cũng 100 rồi. Nhưng mà kích thước thì mình cảm giác như là Storm Falcon hơi hơi bé hơn so với Fully Falcon ấy. Cùng 100 á nha. Wow, rồi, giờ thì tới em cuối cùng, đó chính là Play Falcon. Còn đủ không ta? Ồ, dư. Hết cái đàn bò của mình mà thiếu nữa thì thôi luôn á. Mình không biết kiếm bò ở đâu ra thêm ấy. Rồi, cho ăn ba em rồng này lên cấp 100. Hết một ngày mất tiêu rồi. Trời tối rồi, để mình cho ăn nốt phần này cái đã. Rồi, 100 hết rồi đó nha. Mình sẽ vô trong mình chuẩn bị dụng cụ để ngày mai còn lấy DNA của rồng nè. Đầu tiên là một cây kéo để mình có thể cắt được DNA của rồng nè. Đây, DNA extractor. Cần cây kéo thường. Sau đó làm cây kéo cắt DNA của rồng. Và để cắt được thì mình cần phải có những cái hộp chứa DNA ha. Cái này thì cần có vàng, cũng như là thủy tinh từ Mana Infused Ingot. Công thức nó là như vậy. Đấy, làm được ba cái không? Một cái, hai cái, ba cái. Rồi, mấy em rồng ngủ hả? Ui, có mấy em rồng tình cảm cho ngủ chung rồi, nằm cạnh nhau ngủ coi. Wow. Rồi, mình sẽ lấy trong lúc mấy em ngủ luôn ha. Đó, vậy là chúng ta đã lấy được DNA của Play Falcon rồi. Tiếp theo là của Storm Falcon nè. Từ từ để cho nó hồi phục lại. Rồi, lấy được DNA của Poly Falcon luôn. Giờ thì tới Storm Falcon. Ôi, ban đêm rồi, xuống đây cưng. Bay lượn cái gì? Xuống đây anh biểu nào. Ok, kệ, sao lại ngủ trên đầu cây? Thiệt luôn á. Trèo lên đầu cây lấy DNA luôn. Hơi khó một xíu. Rồi, lượm DNA. Để xong rồi. Công việc khá là nhàn hạ ha. Nhưng mà đòi hỏi mình phải có một lượng thức ăn rất là khủng để đủ nuôi lớn và lấy được DNA đó nha. Giờ thì chúng ta sẽ tới cái công đoạn là làm cái máy để chúng ta có thể kết hợp những cái DNA này lại. Cái máy kết hợp DNA thì nó sẽ bao gồm hai cái combiner. Cái này thì cần có gỗ. Gỗ. Thêm một ít vàng nữa. Đây mình sẽ làm hai cái này. Hai cái ha. Tiếp theo thì mình sẽ cần có một cái stone slab. Stone slab có luôn. Một cái thôi. Và thêm một chút redstone nữa. Mùi mày thế, gần hết redstone rồi. Cuối cùng là sắt thôi. Giờ thì chúng ta có thể làm được cái DNA combiner rồi ha. Cái này thì mình sẽ đặt ở phía trên đi. Kiểu như để nghiên cứu về rồng thì mình sẽ đặt ở phía trên. Đặt nó ngay góc này. Đấy. Wow. Con này có 3 lỗ vừa. Vừa đủ để mình cho ba cái DNA của rồng vô luôn nè. Nhưng mà mình phần cần phải có một cái trứng nữa cơ. Cái trứng để kết hợp những cái DNA này vô trong á. Đây, mình sẽ làm một cái trứng sắt ha. Cho nó tiện. Mình có những cái mẫu thợ. Chẳng hạn như là mẫu đầu tiên. Ủa sau này lại là Rainbow. Ôi, lộn. Để mình tắt cái phía sau đi. À, đây. Khi mình kết hợp DNA của Play Falcon, Poly Falcon, Storm Falcon lại với nhau thì sẽ tạo ra được rồng có tên là Hydra ha. Đó, rất là đã luôn. Thôi, quất luôn thôi. Không chần chờ gì nữa. Mình sẽ tiến hành ha. Đấy.
Đó, nó đang đưa vào cái trứng nè. Và chuẩn bị. Ta-da! Mình đã có được trứng của hai ra rồi. Quá tuyệt vời luôn. Ngoài ra thì mai mốt mình còn có thể kết hợp giữa Storm Falcon với Night Fury để tạo thành Storm Fury. Nhiều thứ lắm, nói chung là còn nhiều rồng khác nhau để mình có thể tha hồ mà kết hợp á. Giờ thì tới công đoạn làm cái máy ấp trứng rồng nè. Cái này thì mình cần phải có bột quy lửa, một cái đồ đập. Ui, Thạch Anh mình còn không vậy? Oh no. Anh thì mình có thể đi xuống địa ngục ha, tận dụng luôn. Có cái phép này xuống địa ngục nhanh mà. Tận dụng liền. Cơ hội, cơ hội. Rồi, ui. Trời, lần này nó cho mình vô pháo đài địa ngục luôn ạ. Ảo thật đấy. Vô pháo đài địa ngục luôn. Ok, vô thì lụm thôi, có đồ mà. Wow, đã nha. Ui, cái lọ nước gì thế ghê ơi. Cái nước này mình uống vô mình phun lửa được luôn này. Wow, ghê thiệt. Mình coi coi còn rương không. Không còn rương thì đi mình làm nhiệm vụ chính của mình thôi. Đã, là đi lấy Thạch Anh nha. Mình uống lại ngụm nữa coi. Đó, mình uống vô mình phun lửa phát nổ gì tùm lum luôn. Cái lọ này ghê thiệt á. Rồi Thạch Anh, à thấy rồi, thấy rồi, thấy Thạch Anh rồi. Rồi, dư luôn rồi. Đầu tiên là mình sẽ nén lại thành những cái khối Thạch Anh trước ha. Ui, sai công thức. Đây, hai khối Thạch Anh. Đá thì đặt theo hình chữ T. Rồi. Và cuối cùng là thêm một cái bột quy lửa nữa. Coi coi có bột quy lửa trong đây không. Có luôn. Đó, vậy là chúng ta đã đủ công thức rồi. Ghép vô. À, được cái DNA incubator rồi. Cái này thì dùng để ấp trứng rồng á. Khá là quan trọng đấy. Không có cái này là không có ấp được trứng rồng đâu. Cho nó vô vị trí này. Rồi. Máy đập trứng rồng. Lấy cái trứng rồng hai ra ra. Nhét vô đây. Và nó sẽ tiến hành ấp trứng rồng á. Quá trình này thì mất cũng kha khá thời gian đó nha. Nên bây giờ mình phải ngồi đây và chờ đợi trứng rồng ấp xong thôi. Đi rồi. Đợi một lúc lâu thì trứng rồng hai ra cũng đã xong rồi ha. Giờ thì tới công đoạn là mình phải đập một cái thì trứng rồng mới hoàn thiện được. Đấy, đập cái keng liền. Và xong. Trứng hai ra đã được ấp thành công rồi. Giờ thì chúng ta chỉ cần cho hai ra ra ngoài giống như bình thường thôi. À, đây, ra đây. Đây, nhà này, sự kết hợp giữa của mấy cưng lại nè. Hai ra. Nghe tên quen nhờ, hôm qua hình như mình mới cũng mới bêm hai ra xong ấy. Nay có rồng hai ra về đợi luôn. Đủ ba đầu đàng hoàng. Bộ đôi cánh á là kết hợp của ba em rồng lại luôn nha. Đấy. Đuôi thì sao? Em rồng kia che mất rồi. Đuôi thì mình thấy nó có cái nét nét gì đó giống giống Storm Falcon. Ôi gì sao giống Fully Falcon nhưng mà kết hợp với Play Falcon ấy. Ồ, giống thật. Nói chung là đẹp đẹp. Giờ thì cho vô cái ọp trước đi. Wow, rồng hoang dã. Ai chà chà, lâu rồi chưa có kèo BK với rồng rồng của mình với rồng hoang dã nha. Bữa nay thì mình có thành viên mới là Storm Falcon á, để mình coi coi Storm Falcon đọ sức với rồng hoang dã sẽ như thế nào. Ui, Storm Falcon bắn trượt vậy. Một hit đây. Ui, chạy 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 chạy. Sức tấn công của Storm Falcon cũng có hạn thôi. Ui, rồng mình hồi phục lâu quá. Để thôi. Khả năng hồi đòn đánh của Storm Falcon không quá mạnh á. Đánh một đòn phải đợi rất là lâu để hồi phục lại. Thôi, để mình tự xử cũng được. Không ổn rồi. Ê, đừng có đụng vô rồng tôi nha. Ây da, mình sẽ bật phép kháng lửa lên. Kháng lửa cái. Rồi, kháng lửa rồi. Ui, nó dí, nó định ăn thịt rồng mình hay sao ấy. Đừng nào, quýnh ta đi, đừng quýnh rồng ta. Con rồng khủng khiếp. Con rồng khủng khiếp. Dính trưởng nè. Kẹp ngươi luôn nè. Nó quyết tâm ăn thịt rồng mình cho bằng được kìa. Dừng lại. Dừng lại đi. Dừng lại đi nào. Hố đen đâu mà mình phải giữ chân nó lại mới được. Hố đen, hố đen.
ngươi đừng có gình gình mà hãy ăn thịt rồng của ta, không cho ngươi làm bậy đâu. Hehe. Để sấm sét nè. À, nó bay kìa. Bay hả? Cho ngươi thêm cái hố đen bây giờ. Cho ngươi thêm cái hố đen nè. Bay đi đâu? Đĩa sấm sét. Bò kẹp siêu hạng. Ôi, chưa kịp dùng phép nữa. Chưa dùng phép kẹp nữa là nó chết rồi. Mày thì dám định ăn thịt rồng mình hả? Ôi, giờ mới phát hiện ra nhược điểm của Storm Vulcan, đó chính là khả năng tấn công rất là hạn chế luôn á. Mình đánh có 1-2 hit thôi là phải đợi rất là lâu để hồi phục đòn đánh á. Ui, hên là rồng Storm Vulcan cũng biết điều. Chạy nhanh đấy. Chứ không thôi chỉ cần đứng lại 1-2 giây thôi là con rồng hoang dã nó cạp cái là đi luôn á, không đùa đâu. Mà bữa nay cũng tiếc á, phải chi mình có thêm nhiều thức ăn xíu nữa. Mình cho rồng Hyra của mình lớn lên và cưỡi đi trong ngày hôm nay thì chắc đã lắm á. Thôi, kệ, giờ mình có em rồng nào thì mình cưỡi em rồng đó cũng được. Nãy giờ đi thì mình cũng gán tìm thêm những cái chỗ trứng rồng mới á. Ở cái vùng núi đá đất sét này thì mình cũng biết được là nó có cái loại trứng rồng màu xanh xanh. Mình không nhớ rõ tên nhưng mà đại khái nó vẫn có trứng rồng mới ha. Mình sẽ thử lượn vài vòng đây coi coi có phát hiện ra hay không. Nhưng mà hiện tại trước mặt mình đang là một cái chỗ có cái rương nè. Mình sẽ vô đây lượm rương trước đã. Vô. Vô vô. Úi trời, mình có thể one shot được pháp sư luôn kìa. Wow, cái phép này đúng mạnh luôn. Mình không nghĩ cái phép đĩa sấm sét này lại mạnh đến như vậy á. Pháp sư lửa thì chỉ cần ăn một đĩa sấm sét thôi là đi luôn á. Khủng khiếp thiệt. Và bây giờ thì nó sẽ cho mình một cái cọng dây chuyền. Một cái cuốn sách Master. Wow, nhân phẩm cao rồi. Cọng dây chuyền này thì nó sẽ giảm sát thương của lửa đi 30% á. Ờ, cũng ok. Chắc cũng không cần lắm tại vì mình cũng có phép kháng lửa rồi mà. Quan trọng là mình có được sách Master thôi. Trời ơi, bữa nay đi lượm quá trời sách phép luôn á. Quá đã quá đã. Thôi giờ thì cùng rồng đi tiếp thôi nào. Như một cái chỗ rương nữa nè. Giờ mình lướt cái rương này ra thêm quyển sách Master nữa là đi về luôn á. Quá nhiều phép rồi. Về đi còn tranh thủ sắp xếp học nữa. Ô. Này thì dở mặt chứ. Em rồng của mình hả? Nhảy xuống là chơi liền. Trời trời, con kia cầm cây phóng. Cây phóng lợn đi đâu vậy? Này thì cầm cây phóng lợn nè. Ghê thiệt á. Thôi em được rồi Bi ơi, để anh tự xử được rồi. Một hồi nó bắn trúng em là mệt nữa. Rồi vô. Bắt đầu trận chiến thôi. Đĩa sấm sét nè. Ui Bi. Ui Bi ơi, em bắt trước Light Fury rồi. Hôm qua Light Fury cũng lủi vô cái bảo tuyết của mình. Nay tới Bi. Trời đất ơi, mấy em rồng có vẻ khá là thích tuyết hay sao ấy. Ôi, lần này thì cho mình cái sách tập sự à. Và thêm một chiếc nhẫn. Cái nhẫn này thì kiểu như cái nó sẽ giúp mình giảm thời gian hồi chiêu của các phép hệ sấm sét á khi mà có trời mưa ha. Ồ, cũng hay. Kìa, ở dưới có quá trời gà chế độ kìa. Oh my god. Kìa nó dưới, kìa. Đố mấy cưng bắn được anh. Trời, anh bay hơi bị cao. Cà khịa luôn nè. Phun lửa luôn nè. Ui, nướng. Chạy thôi. Sao mà bắn được, nó đang bị cháy dữ kìa. Đó, bữa nay là cưỡi rồng cà khịa hơi bị khét luôn. Nướng tiếp, cà khịa tiếp. Nó hay mà kiểu chọc giận mình mà. Nay mình cho nó trả giá liền. Nguyên một đàn ở đây nữa nè. Phun lửa đi, rồng, cố lên. Đó, mình bay ngang một phun lửa, sao mình bay đi. Làm gì nhau, làm gì được nhau nào. Phun nó đi. Ui giời. Này đáp luôn nè. Kìa, nó dưới kìa, Làm gì nhau nào, mấy con gà chơi đồ. Ui giời. Em ở đây đi. Mình sẽ ở trên và dùng phép thuật xuống dưới ha. Mình cay nó lắm. Kìa, nó tập bay tập bụi ở đây nè. Đó. Ôi, nó thấy rồi. Trời, mấy con này nhìn sai vậy. Ghê thiệt. Black hole. Hố đen nè, hút vô đi.
Ui, sao nó tấn công xa thế? Hát rồi, con kia hát rồi. Hát nhìn xa rồi. Thôi chun. Ơi, định gần lại cà khẹ. Xíu thôi mà nó quýnh mình say sẩm mặt mày luôn ạ. Ghét thiệt chứ. Đúng là cà khẹ không tốt cho sức khỏe mà. Say sẩm mặt mày thiệt. Rồi, thêm một cái chỗ rương nữa nè. Bữa nay mình cảm giác như mình khá là hên trong việc lút rương của mấy vị pháp sư phong ấn này. Nên mình sẽ làm thêm một pha nữa ha. Lần này thì mình sẽ dùng cái phép mới học trong ngày hôm nay luôn. Này, mình sẽ cho nó kẹp mấy tên pháp sư này ha. Ủa, con gọng đâu ra vậy? Ơ kìa, no. Lộn tiệm rồi. Tôi đang đánh pháp sư mà. Con gọng này đâu ra vậy? Đóng băng nó thôi. Ui no. Vụ gì vậy? Đâu con này lại kiếm cơm ấy. Đi cà khịa người ta giết, bây giờ bị gồng cà khịa ngược lại à. Sách phép cũ. Ồ, trong đây không có sách phép mới, nó chỉ sách phép cũ với một cái nhẫn băng thôi. Ui, nó hết đóng băng rồi. Mình đóng băng nó tiếp. Wow. Quá nguy hiểm luôn. Rồi bây giờ gồng vua tới nữa. Thôi. Chôn. Con gồng hoang dã thôi là mệt rồi, giờ thêm gồng vua nữa không chơi đâu. Công nhận phép thực băng lợi hại á. Chỉ cần quýnh thông lợi là đóng băng chuồn liền. Sao mà dí theo kịp. Trở về sau chuyến khám phá bữa nay thì mình lại có thêm sách phép rồi. Và lần này có cả một quyển master luôn nha. Hôm rày thì lâu lắm rồi mới có thêm một quyển master về đội, về túi của mình á. Và bữa nay thì là một ngày khá là đặc biệt vì mình chào đón thêm được một em rồng. Là sự kết hợp của ba em rồng lại với nhau luôn. Đó chính là rồng Hydra ha. Mình sẽ gán nuôi Hydra lớn giống như là ba em rồng kia thôi. Nếu như mình có điều kiện. Và mình còn một cái quả trứng. Đó chính là trứng rồng Nightlight. Mình sẽ up luôn đi. Rồi hy vọng thời gian sắp tới chúng ta có thể chào đón em này luôn ha. Rồi đang up rồi nè. Nói chung thì bữa nay là một ngày vừa may mắn trong việc up trứng rồng. Mà vừa may mắn trong việc tìm sách phép nữa. Mong rằng chúng ta sẽ sớm có được những cái quả trứng rồng. Còn lại trên cái thế giới pháp sư luyện rồng này, cũng như là học được những cái phép master cuối cùng á. Cũng giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp. Bye bye.